Tử vi về ngày 14 tháng 1 âm lịch Giáp Thìn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 14 tháng 1 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quan về ngày 14 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 14 tháng 1 năm 2021 âm lịch tới ngày 25 tháng 2 năm 2021 dương lịch là ngày Giáp Thìn tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Ngày Giáp Thìn thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, sắp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Nhâm Tuất, tuổi Canh Tuất và tuổi Canh Thìn. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, đập đất, đắp nền hoặc làm phòng, sửa bếp, nạp lễ cầu thân. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 14 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp giáp Dương Mộc là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Tý cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Trong ngày hôm nay, tuổi Tý còn có các tinh phúc tinh chiếu mệnh, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận, thân, Tý, Thìn. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp giáp Dương Mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn còn có các tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng và gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng, chắt lọc những tinh hoa, chứa khí tốt, giúp bạn sự hành thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Sửu Dương Mộc gặp giáp Dương Mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong ngày còn có hai cát thần là Phúc Tinh và Thiên Lộc giáng chiếu, cho nên thời điểm này, bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh, công việc được hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp giáp Dương Mộc là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân,
đối với các gia chủ tuổi Mão trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý hung tinh Kình Dương chiếu mệnh, chủ về tai họa, thương tật. Cho nên trong ngày hôm nay, gia chủ tuổi Mão cần chú ý những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời, cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì dương thổ gặp giáp dương mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thìn nên chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong ngày còn có kim dư chiếu mệnh, đây là cát tinh phú quý. Trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Thìn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đừng đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp giáp dương mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày còn có hai cát thần là Văn Xương và Thái Cực chiếu đến bản mệnh, đem lại những may mắn cho gia chủ. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiếu quý nhân, giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp giáp dương mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày còn có các tinh thái cực chiếu mệnh đem lại may mắn cho gia chủ tuổi Ngọ. Thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông, thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp giáp dương mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng và được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Đặc biệt, nếu không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp giáp dương mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân sẽ có được tài lộc, công việc sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp giáp dương mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất dương thổ gặp giáp dương mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tuất nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Trong ngày còn có các tinh tướng tinh chiếu mệnh, đây là sao tốt
biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hùng. Vì vậy, trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Ngoài ra còn có các thần quốc ấn giáng chiếu, thân sát này chủ về quan vận, cho nên những gia chủ tuổi Tuất nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế đó đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tuất sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Tuổi Hợi. Hợi xương thổ gặp giáp xương mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mối thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 14 tháng 1 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần bình luận. Cảm ơn anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.